mạng quốc tế phát cuồng với hình ảnh Hoa hậu Hờ Hen Nhê đi xe máy đón Tết ở Sơn La. Vào chiều ngày 26 tháng 1, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hờ Hen Nhê đã có mặt tại xã Quỳ Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tết tuyệt vời của Hen, cảm ơn những người anh em trong xã Bó Hôi, xã Quỳ Hướng, huyện Mộc Châu, Hờ Hen Nhê chia sẻ trên Instagram. Hình ảnh người đẹp ED đội mũ bảo hiểm, mặt giản dị ngồi sau xe máy khi lên bảng, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân quốc tế. Đây là chuyến đi đón Tết sớm của Hờ Hen Nhê với những người dân xã Quỳ Hướng. Cô mang đến địa phương những món quà nhỏ dành cho các em nhỏ địa phương. Sau khi tặng quà, Hờ Hen Nhê ở lại dùng cơm với bà con. Cư dân mạng Miguel đến từ Philippines bình luận: cô ấy có một trái tim ấm áp, đó là lý do vì sao nhiều khán giả Philippines yêu quý và ủng hộ cô ấy. Chú phù hộ cho bạn Hờ Hen Nhê. Người này viết thêm: cha mẹ tôi yêu Hờ Hen Nhê ngay khi xem cô ấy trên truyền hình quốc gia ở Philippines. Hình ảnh cô ấy về nhà, cô ấy mang đồ ăn đến mọi người khiến chúng tôi đều cảm động. Tài khoản Sirius viết: vẻ đẹp thực sự của một nữ hoàng sắc đẹp, thật tuyệt vời khi theo dõi Hờ Hen Nhê. Một fan từ Thái Lan bày tỏ: ngọt ngào quá. Nhiều cư dân mạng Việt Nam bất ngờ với lượng khán giả quốc tế theo dõi và bình luận trên trang cá nhân của Hờ Hen Nhê sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 kết thúc. Hiện có hơn 383.000 lượt theo dõi trên Instagram. Khoảnh khắc giản dị của Hờ Hen Nhê trên những người dân trong bản làng. Tài khoản Salon cảm động: Cảm ơn khi bạn mang đến cho chúng tôi hình ảnh khác về các người đẹp. Tôi mừng khi bạn luôn giữ được nét đẹp truyền thống và văn hóa của người Việt. Đừng mất đi điều đó. Cũng giống như tất cả mọi người, Hen đang háo hức mong chờ một cái Tết đầm ấm, quây quần bên người thân, gia đình. Nhưng dịp Tết đến xuân về, Hen kính chúc toàn thể các anh chị có một cái Tết đoàn viên, vui vẻ, vạn sự may mắn cùng một năm mới an khang phát lộc. Người đẹp Hờ Hen Nhê gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả. Sau thành công tại Miss Universe 2018, Hờ Hen Nhê vừa lọt top 20 người đẹp Miss Grand Slam 2018 do chuyên trang sắc đẹp Global Beauty bầu chọn. Hé lộ khoảnh khắc giản dị đáng yêu của Hoa hậu Hờ Hen Nhê khi làm việc này. Sau khi trở về từ Miss Universe 2018, Hoa hậu Hờ Hen Nhê tiếp tục xuất hiện trong các chương trình sự kiện lớn. Ngoài ra, Hoa hậu Hờ Hen Nhê vẫn tiếp tục với các dự án thiện nguyện, các hoạt động truyền cảm hứng đến cộng đồng. Mới đây nhất, Hờ Hen Nhê cùng với Á hậu Hoàng Thùy đã có mặt tại Long An để tặng quà cho người già neo đơn cũng như các gia đình khó khăn. Đi cùng hai nàng hậu là các thành viên trong ekip và các tình nguyện viên của quỹ từ thiện do Hờ Hen Nhê sáng lập. Dù người ướt đẫm mồ hôi sau buổi trao quà, Hờ Hen Nhê vẫn nán lại Long An hơn một giờ đồng hồ để thăm hỏi và trao thêm những suất quà phát sinh cho nhiều hoàn cảnh không nằm trong danh sách trước đó. Hình ảnh top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 ngồi bệt xuống vệ đường để trò chuyện cùng những cụ già hay chạy theo một cụ già để giúp cụ treo đồ lên chiếc xe đạp làm nhiều người cực kỳ xúc động. Vẫn là một Hờ Hen Nhê giản dị, chân chất như mọi người vẫn thường thấy. Hờ Hen Nhê chạy theo một cụ già để giúp cụ treo đồ lên chiếc xe đạp làm nhiều người xúc động. Những khoảnh khắc giản dị nhất của Hờ Hen Nhê được ghi lại trọn vẹn. Giật mình trước giọng hát thực sự của Hoa hậu Hờ Hen Nhê, chỉ vài câu cũng đủ khiến dân mạng dậy sóng. Cách đây ít giờ, Hoa hậu Hờ Hen Nhê chia sẻ một đoạn clip hài hước của mình với người hâm mộ. Theo lời người đẹp, đây là MV thứ 3 mà cô thực hiện. Lấp ló sau cánh cửa, Hờ Hen Nhê thông báo sẽ hát tặng mọi người ca khúc 4 chữ lắm của nam ca sĩ Trúc Nhân. Đây cũng là lần hiếm hoi cô khoe giọng hát kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên khi vừa cất những câu hát đầu tiên, Hờ Hen Nhê đã bị quên lời và đành phải cười trừ. Tuy vậy chất giọng hay, có độ dày cùng thanh âm sang sảng của Hoa hậu vẫn đủ khiến cho người hâm mộ phải trầm trồ. Bên cạnh những bình luận khen ngợi về tính cách dễ thương, một số khác lại khuyên top 5 Miss Universe 2018 nên luyện thanh thêm để làm ca sĩ. Cư dân mạng khen ngợi giọng hát đầy tổ chức của Hờ Hen Nhê, chất giọng hay với thanh âm sang sảng của Hoa hậu Hờ Hen Nhê khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Hờ Hen Nhê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là một trong những đại diện nhan sắc quốc gia, người đẹp trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện lớn và luôn đầu tư trang phục chỉnh chu, phong cách thời trang của cô được đánh giá thanh lịch, sang trọng. Trong suốt một năm đăng quang, Hờ Hen Nhê có cuộc sống bình dị, không gây chú ý bằng những món hàng hiệu xa xỉ. Hoa hậu tâm sự, vương miện là thay đổi lớn nhất của cuộc đời cô, giúp cách xê tăng gấp nhiều lần, nhưng không đồng nghĩa cô có cuộc sống giàu sang, xa hoa.
Người đẹp chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ trả nợ ở quê và dành tiền trang trải cho cuộc thi Miss Universe. Làm hoa hậu, tôi vẫn miệt mài hoạt động, lo cho gia đình và tương lai sau này. Dấu ấn lớn nhất của Hen Ye trong nhiệm kỳ chính là thành tích top 5 Miss Universe 2018. Lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao trong lịch sử tại đấu trường nhan sắc được đánh giá khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Xuyên suốt cuộc thi, Hồ Hen Ye luôn thể hiện một hình ảnh đầy năng lượng, quyết tâm trong mọi hoạt động. Ngoài vị trí đầy tự hào, câu chuyện vượt khó, từ chối chuyện kết hôn năm 14 tuổi để theo đuổi ước mơ của Hen Ye còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế sau cuộc thi. Đi lên từ khó khăn, Hồ Hen Ye luôn thấu hiểu và hướng tấm lòng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Cô từng dành hết tiền thưởng làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt một năm nhiệm kỳ đầu tiên. Đại sứ nhân ái đồng hành cùng chương trình nâng bước đến trường, tham gia chương trình chăm sóc thính lực cộng đồng tại Việt Nam năm 2018, đại sứ toàn cầu của Room to Red. Cận cảnh bộ ảnh thổ cẩm xinh đẹp của Hoa hậu Hồ Hen Ye đậm đà bản sắc Việt Nam. Sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018, Hồ Hen Ye đã có lịch trình làm việc dày đặc và gần đây cô nàng mới có chuyến về quê hương ở dài ngày để tận hưởng cuộc sống bình dị và tham dự những sự kiện lễ hội truyền thống tại địa phương. Hồ Hen Ye đã được mọi người trong buôn làng đón tiếp vô cùng thân mật, không quá cầu kỳ vì Hồ Hen Ye cũng là người sống giản dị và khá gần gũi. Top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018 mới đây đã tham dự lễ hội thổ cẩm Việt Nam với vai trò truyền tải thông điệp về nét đặc trưng văn hóa này và kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn, phát triển thổ cẩm của Việt Nam. Trong những trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, Hồ Hen Ye càng trở nên xinh đẹp lạ kỳ. Cô nàng với vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt sạng rỡ và tươi trẻ khiến cho cả bộ trang phục như được bừng sáng hơn nữa. Hồ Hen Ye có những chia sẻ rất chân thành. Là người con của Tây Nguyên Đại Ngàn, Hen rất vui và vinh dự khi tham dự lễ hội thổ cẩm Việt Nam. Mọi tấm thổ cẩm được dệt là kết tinh của văn hóa, lịch sử, là niềm tự hào, tình yêu và sự tỉ mỉ của các nghệ nhân. Cảm ơn các nghệ nhân đã lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa tuyệt vời này. Người đẹp vẫn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình và luôn yêu mến những giá trị ấy. Nhiều lần tại các sự kiện hay tại Miss Universe 2018, chúng ta vẫn thấy Hồ Hen Ye mặc những bộ đồ với thiết kế và kiểu dáng đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Bên cạnh đó, cô nàng cũng nhắn nhủ những lời động viên rất ấm áp cho những người thợ thủ công làng nghề dệt thổ cẩm nước ta. Hen hy vọng trong thời gian sắp tới, thổ cẩm Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, vươn xa cùng bạn bè thế giới, là một trong những đại diện của nét đẹp văn hóa Việt Nam. Và với Hen, Hen đã rất tự hào khi mặc trên mình những thiết kế thổ cẩm Việt Nam giới thiệu cùng bạn bè thế giới tại Miss Universe 2018. Đến tham dự sự kiện ý nghĩa này, Hồ Hen Ye được gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao lưu cùng với đồng bào nơi đây và có những hoạt động tham quan trải nghiệm rất thú vị. Người dân địa phương cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi có người con của vùng đất Tây Nguyên tuyệt vời như Hồ Hen Ye. Hoa hậu Hồ Hen Ye bất ngờ xuất hiện lạ lẫm với mái tóc uốn xoăn như thế này đây. Sau khi trở về lại cuộc sống thường ngày sau chiến thắng top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới, Hồ Hen Ye khiến người hâm mộ bất ngờ với sự thay đổi về mái tóc. Đúng như dự báo, trong suốt khoảng thời gian tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Quốc tế 2018, kiểu tóc tém lạ mắt giữa hàng chục người đẹp tóc dài bồng bềnh khiến Hoa hậu Hồ Hen Ye của Việt Nam, Hồ Hen Ye trở nên nổi bật, cô thu hút nhiều sự chú ý của công chúng quốc tế. Sau khi hóa thân thành nhiều phiên bản Hồ Hen Ye khác nhau với kiểu xoăn, ngắn, bóp hay tóc thề, thì mới đây, người đẹp chuyển hẳn sang kiểu tóc xoăn sau khoảng thời gian bận rộn với chiến thắng top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018. Bên cạnh nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp vô cùng cá tính và khá tay, nhiều người nghi ngờ về sự tự tin của Hồ Hen Ye về hình ảnh hiện tại của bản thân. Không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc xoăn này làm mất đi thần thái hoa hậu vốn có của người đẹp ED. Cụ thể, một số ý kiến cho rằng mái tóc xoăn này khiến cho gương mặt của người đẹp trông bị mập. Tuy nhiên, cũng có thể Hồ Hen Ye chỉ đang muốn đa dạng hơn với kiểu tóc xoăn này và cô sẽ nhanh chóng chuyển về mái tóc tém cá tính cũ. Được biết, trước thềm Miss Universe 2018, Hồ Hen Ye cũng đã từng đặt sự quan tâm đặc biệt cho mái tóc khi nàng liên tục thay đổi nhiều kiểu dáng khác nhau. Thậm chí, cô còn tham khảo ý kiến người hâm mộ để có diện mạo hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy,
với mái tóc tém, trông Hồ Hèn Nhiê cá tính và thần thái hoa hậu hơn rất nhiều.